Khi bạn nhìn vào những footage này, liệu bạn có cho rằng đây là footage quay ngoài đời chứ không phải là trong game không? Bất ngờ chứ, vì có lẽ tựa game này trong thời gian tới sẽ còn được bàn luận rất nhiều và thậm chí là có cả tranh cãi nữa. Những gì bạn vừa xem là footage in-game của tựa game indie có tên là Unrecord đến từ nhà phát triển Drama. Chà, cái tên này rất là gợi đòn nhỉ. Vào tuần trước thì nhà phát triển indie đến từ nước Pháp đã tung ra trailer chính thức đầu tiên và nó đã làm dậy sóng cả cộng đồng game thủ bởi những gì sâu ra thật đến nỗi nhiều người không tin đó là game. Hãy hồi tưởng lại vào tháng 10 năm ngoái và bạn có thể đã từng xem cảnh game dưới góc quay camera body trông quá chân thực để có thể tin nó là game thật. Đoạn video đó đã viral trên Twitter và làm rất nhiều người bất ngờ, thậm chí nhiều tranh cãi đã nổi lên. Thế rồi, tưởng mọi thứ đã chìm hẳn đi, thì 6 tháng sau đó, mà cụ thể là tuần này, chúng ta đã có một đoạn trailer chính thức cho trò chơi này. Về cơ bản, Unrecord được mô tả là tựa game single player góc nhìn FPS, kể lại câu chuyện của một sĩ quan cảnh sát theo góc nhìn body cam, góc nhìn camera cắn ở trên ngực. Thực tình thì góc quay này rất là thật và rất đúng với ngoài đời, bởi các sĩ quan cảnh sát ở phương Tây thường có một body cam để thu lại sự kiện nhằm giúp họ điều tra hoặc đối chứng lời khai của chính cảnh sát đó nhằm đảm bảo đúng sự thật. Đoạn trailer mở đầu bằng cảnh một sĩ quan đi vào trong một tòa nhà bỏ hoang. Anh kiểm tra vũ khí rồi tiến sâu vào để truy tìm một kẻ tình nghi. Đoạn trailer này giống như thật đến kinh ngạc bởi không chỉ đồ họa mà animation mô tả hành động cũng quá thật, khiến cho đây như là một đoạn footage body cam dạng camera gắn ở ngực. Nếu nhìn kỹ hơn thì không chỉ animation từ cách cầm súng, cách bắn, nạp đạn mà các tốc độ đi bộ hay chạy đều cho cảm giác mượt mà đến khó tin. Thêm nữa những hành động như là gọi bộ đàm, vui né đều quá chân thật, khiến cho não mình cũng phải phân vân là đây là game hay là ngoài đời. Từ đó, trò chơi này đang tạo ra hai tranh cãi lớn. Một là việc đồ họa này là fake hay không, và hai là vấn đề đạo đức trong game. Và tất nhiên rồi, mình ở đây là để giúp các bạn nắm được tất cả những gì mà Unrecord đang tạo ra sức ảnh hưởng của mình trong suốt thời gian vừa qua. Về vấn đề đồ họa thì tất nhiên đây là 100% đồ họa chứ không phải là fake, ít nhất là từ chính nhà phát triển Drama mạnh miệng tuyên bố. Ít nhiều anh em hẳn gần đây đã từng nghe về vụ lùm xùm ở tựa game The Day Before đến từ nhà phát triển Fantastic phải không? Khi nhiều người cho rằng tựa game này là lừa đảo và các đoạn trailer cho thấy là được dựng sẵn chứ không phải là gameplay thật. Bản thân nhà phát hành của tựa game này là Mitona cũng có một lịch sử phát hành game không mấy đáng tin tưởng, khi phần lớn chỉ là game mobile hay game quy mô nhỏ. Việc đặt trụ sở ở New Zealand cũng làm dấy lên về độ lớn của nhà phát hành này, khi sao họ có thể từ việc phát hành game nhỏ cho đến một game có quy mô cực lớn như The Day Before. Và thậm chí hãng phát hành này cũng từng đặt cơ sở ở Nga, khiến cho sự nghi ngờ trở nên càng lớn. Nếu để thấy, kể cả có ra trailer gameplay, ánh mắt của game thủ sẽ vẫn cực kỳ sằm soi và kỹ tính. Thế nên trường hợp của Unrecord cũng không phải ngoại lệ. Và để chứng minh cho việc tất cả những gì mà Studio Drama tạo ra là đồ họa trong game, đạo diễn sáng tạo của game Alexander Spindler đã tung ra một đoạn hậu trường làm game lên Twitter của anh. Và trong video đó, ta có thể thấy đấy chính là chương trình engine đồ họa Unreal Engine 5. Nhà phát triển đã thực hiện mã noclip nổi tiếng để chứng minh là họ có thể đi xung quanh môi trường đồ họa và cho game thủ thấy tất cả đều là nhân tạo và chạy trên thời gian thực. Tất nhiên là kể cả có video này đi chăng nữa thì sẽ vẫn có một số ít cho rằng đây vẫn là fake. Về phía quan điểm của mình thì nó đủ thật để mình tin đây là in-game hay chí ít đồ họa là thật. Cứ những animation tái tạo gameplay thì vẫn còn có thể 50-50. Dù vậy, Alexander cũng mạnh miệng tuyên bố rằng kinh phí làm game thực sự rất là tốn kém và với mức độ nổi tiếng của chúng tôi đã lan ra toàn cầu thì nếu Unrecord là lừa đảo thì nó hẳn là lừa đảo tầm quy mô bom tấn. Do đó, rõ ràng về mặt logic thì chúng tôi đời nào muốn đi lừa đảo, chúng tôi không sử dụng bất kỳ video quay thật nào hay sử dụng công nghệ xuất hình ảnh bên ngoài để đưa vào Unreal Engine nhằm tạo ra Unrecord. Unrecord thực sự là Unreal. Well, anh em hiểu ẩn ý cái từ Unreal mà họ nói rồi đấy. Từ đó, chúng ta biết được rằng nhà phát triển Drama buộc phải trả lời trước sự lo ngại của game thủ. Họ nhấn mạnh rằng những gì họ tạo ra là 100% in-game và gameplay thì được chơi bằng chuột và bàn phím. Thậm chí, đây không phải là game VR. Rõ ràng còn quá sớm để kết luận về độ chân thật. Về mặt cảm tình thì đúng là mình tin nó là thật và mình mong niềm tin của mình sẽ không hề bị phản bội. Thế nhưng tranh cãi của độ chân thật về tựa game này sẽ vẫn còn tiếp diễn. Và hiện tại thì nó cũng dẫn tới một hệ lụy khác. Phải, tranh cãi thứ hai của game. Đó là tính đạo đức trong tựa game này. Vì nhiều người cho rằng nó quá chân thật, dẫn tới đây không khác gì là một police simulator. Game thật quá khi nó rất dễ bị lạm dụng thành một sản phẩm mô phỏng cách giết người chân thật và có thể tác động tâm lý người chơi
cũng như là công cụ tập luyện hoàn hảo cho những kẻ có ý đồ xấu. Để trấn an khán giả, nhà phát triển đăng trên Steam nói rằng tựa game này sẽ không tham gia vào bất kỳ chính sách đối ngoại nào hay sẽ không cho bất kỳ yếu tố nào thiên vị vào trong game. Nói tóm gọn thì tựa game này sẽ không chính trị hóa, mà chỉ đơn giản là mô tả chân thực góc nhìn của một viên cảnh sát làm công việc phán mà thôi. Rama cũng nói thêm, trò chơi này sẽ rõ ràng tránh mọi chủ đề không mong muốn như là phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc hay bạo lực lên phụ nữ và dân tộc thiểu số. Họ cũng muốn làm rõ sản phẩm game này không phải là để ủng hộ hay chống đối lại cảnh sát. Họ rõ ràng ý thức được là sẽ có nhiều người ngoài kia có thể sẽ khó chịu hay là bị làm phiền khi có một sản phẩm game như này ngoài đời. Nhưng mà họ tin rằng nghệ thuật thì không thể chống lại sự suy diễn. Studio này cũng cho hay họ không thể tiết lộ nội dung game được, vì thế sẽ là spoiler và muốn người chơi tự khám phá sau này khi trải nghiệm game. Họ cũng tin rằng dù thông điệp chính trị hay bất kỳ cách thức nào đi nữa thì đây vẫn là do nhận thức hoặc quan điểm của người chơi diễn giải theo ý muốn của họ, chứ không thể do studio này quyết định. Có thể nói, nếu những gì mà Drama tuyên bố là sự thật thì mình có thể mường tượng tựa game này sẽ là một tựa game bắn súng FPS mô phỏng các màn chơi của một cảnh sát khi tham gia nhiệm vụ ở các vụ án quy mô nhỏ và vừa. Đây rõ ràng không phải là thứ chúng ta được nhìn thấy ngoài đời, vì nó rất nghiệp vụ và không mấy khi có nhiều footage mô tả rõ ràng công việc này như nào được phát sóng trên truyền thông. Chính vì thế, việc tái tạo nó thành game có thể sẽ rất ám ảnh và đặt đạo đức lên bàn cân lên rất nhiều. Nhưng chính vì thế, nó cũng sẽ tạo ra những suy nghĩ, bởi quan điểm sống hay là đức tin của mỗi người chơi là khác nhau. Nên nếu họ trải nghiệm với một tâm thế khác thôi, cũng đã cho ra một trải nghiệm khác rồi. Và Drama để sự quyết định đó ở người chơi, chứ không phải là cố tình tạo ra công cụ tuyên truyền. Bản thân mình cũng rất hy vọng tựa game này có thể được hoàn thành, và từ đó mình sẽ có thể được trải nghiệm và đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng xem ra mọi thứ vẫn còn ở quy mô tiền phát triển thôi, và chúng ta sẽ phải đợi một thời gian rất dài để biết nó có được phát triển xong hay không. Theo nhà phát triển Drama thì họ là một studio indie và kinh phí hiện giờ đang là họ tự bỏ tiền túi ra. Chính vì thế, họ cũng đang mong sẽ tìm được một nhà phát hành lớn để tài trợ tựa game này nhằm có cội phát triển hơn, nên do đó sẽ chưa có ngày phát hành cụ thể nào hết. Nhìn chung, những gì mà Unrecord sâu ta cho thấy, mọi thứ vẫn đang chỉ là demo hay là một bản nháp để studio này đi pitching từ các nhà phát hành ngoài kia. Chúng ta nên chưa có những cơn hài ngay lúc này. Và đó là tất cả toàn cảnh về Unrecord, một tựa game FPS có đồ họa siêu thực đến mức khó tin và cũng lôi kéo theo cả những drama tranh cãi về độ chân thật hay tính đạo đức của nó. Bạn sẽ hóng tựa game này chứ? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho Phá Đảo biết nhé. Và muốn xem các nội dung gaming chuyên sâu hay bình luận gaming đến từ bàn biên tập của Phá Đảo, đừng quên ấn subscribe và like cho Phá Đảo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các số video tiếp theo. Peace!